người ta bảo nước mất nhà tan đúng là chẳng sai. Mấy hôm nay Hà Nội sôi sục chuyện nước bẩn, rồi các nước các khu vực bị ảnh hưởng khiến nhà nhà kinh hãi loạn. Hài kịch là trong tình huống bi thương ấy, cô Hiền Thê tên L phát sinh ra chồng ngoại tình với gamer thủ thân từ một tín hiệu khó tin. Bài chia sẻ của L. Trên mạng xã hội mau lẹ thú vị nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Đúng là quá xót xa cho cô Hiền Thê đen đuổi. Em chẳng biết phải nói gì lúc này nữa. Mất nước, nhà ở tầng 25 chung cư cao chót vót mà phải xếp hàng lấy nước sạc sẽ dùng cầm chừng. Chồng than mệt, dành dụng tối đa, xung phong ôm quần áo lên cơ quan tắm. Cơm buổi trưa Hiền Thê không cần chuẩn bị, chồng tự lo liệu. Nhục nhã thay, buổi trưa hôm qua nhớ ra sinh nhật con gamer thủ thân nhất, em định bụng qua nhà nó chúc mừng, tiện thể gọi nhờ cái đầu. Nó làm xây đắp tự do nên chỉ ở nhà, giờ rất thoải mái, lại độc thân. Em vốn hay qua ăn uống, ngủ trưa với nó rồi. Thường thì em báo trước nhưng hôm nay máy tính bảng hết pin nên qua luôn. Em bấm chung nhà nó có chung hình, mãi nó thế hệ mở cửa, hơi thở còn có vẻ gấp, trong vẻ mặt không tự nhiên. Vừa bước vào phòng, em nhìn thấy một chiếc giày lấp ló ở cái tủ giày chưa kịp đóng kín. Em đau khổ phát sinh ra có kẻ giấu đầu hở đuôi. Chiếc giày ấy y chang giày của chồng em. Bài chia sẻ của cô Hiền Thê tên L. Trên mạng xã hội. Vì bắn tính bắn nghi, linh cảm điều chẳng lành nên L. Cố tình nhắn tin xin sếp nghỉ cả chiều, còn mình ăn dầm ở về nhà cô gamer thủ thân, phớt lờ cảm giác cô ta muốn đuổi mình đi. Cô gội đầu, ăn uống, đòi xem phim bộ rồi mở màn tâm sự tỉ tê với cô ta về lão chồng mình. Có tật xấu gì cô kể hết. Vừa kể cô vừa quan sát thái độ của con gamer thủ trời đánh, đúng là thay vì vui mắt như mọi khi, mặt cô ta giờ chuyển đổi đủ sắc thái rất khó coi. Mờ. Nhìn quanh quẩn khắp nhà, cố tình mở cả cửa phòng kho cũng chẳng thấy bóng dáng kẻ tình nghi đâu cả, sau cuối cô kế hệ sực nhớ ra một chỗ trốn lý tưởng. Em nằm hẳn lên giường ngủ của nó, kết thúc cúi lưng xuống gầm giường nhìn vào. Khốn thật, thằng chồng em quần áo mặc hoàn toàn nhưng đang run lẩy bẩy trong ối. Chẳng biết hắn có đủ không khí mà hít thở không. Em lôi ra, trước mặt con gamer thủ đỉu, em hắt cho mỗi đứa một cốc nước rồi bảo nó, tao thí cho mày nếu cần lấy chồng. Mày là thứ trơ trẽn còn hắn là thằng khốn nạn, cặp với nhau vừa đẹp. Ảnh minh họa. Chồng em nó còn đần độn xuẩn thốt ra là, bọn anh trong sáng, anh chỉ tắm nhờ nhà cô ấy thôi khiến em muốn đánh cho nó bớt nói những câu quăng đường. Tắm nhờ nhà gamer thủ thân của Hiền Thê làm gì? Mà nếu trong sáng có việc gì qua đây cũng không phải trốn chui lũi thế, trừ khi hắn mặc dội quần hắn trong gầm giường. L. Tuyên bố ly hôn. Cô cũng đã lên tiếng cho bố mẹ mình, bố mẹ cô gamer thủ thân kia. Trong cảnh đau khổ vì mất nước, con cái nheo mắt lại phát hiện chồng ngoại tình, L. Bực mình đặt vé cho ba mẹ con du lịch Đà Nẵng một tuần, để lại sau lưng hai kẻ khốn bị cả ba gia đình chửi rủa. Sau chuyến này về, dù hắn nói thế nào cô cũng không bỏ qua. Chồng phản bội với gái lạ ngoài đường còn có thể xem xét, còn chồng ngoại tình với gamer thủ thân thì cô không thể chấp nhận nổi.